Trường Đại học Duy Tân là trường đại học đầu tiên của Đà Nẵng công bố sẽ tổ chức cho sinh viên học tập trung kể từ ngày 13 tháng 12 tới. Cụ thể, từ ngày 4 tháng 12, trường tổ chức các kỳ thi tập trung và trực tuyến, sau đó sẽ học tập trung. Thời gian học tập trung ấn định từ ngày 13 tháng 12 diễn ra song song với hình thức học trực tuyến. Lịch học tập trung dành cho học viên cao học Sinh viên đại học đang cư trú tại thành phố Đà Nẵng, bao gồm sinh viên có hộ khẩu thường trú và sinh viên ở các địa phương khác hiện đang cư trú tại thành phố Đà Nẵng. Những học viên sinh viên còn lại tiếp tục học trực tuyến theo thời khóa biểu trên hệ thống đào tạo của trường. Việc học tập trung tại trường chỉ áp dụng đối với học viên cao học, sinh viên năm 1 và năm cuối của các chương trình đào tạo.